Hello, xin chào các bạn, lại quay trở lại với CAD Radio. Đây là kênh về phát triển bản thân cũng như là tâm sự dành cho các bạn. Từ thứ hai đến thứ sáu là podcast và chủ nhật là clip. Nhưng mà vì thời gian hiện tại này nè, CD hơi có một chút xíu vì cá nhân nên là tạm thời từ thứ hai đến thứ bảy mình không có clip về phát triển bản thân. Mình sẽ thay vào đó là cái chương trình mỗi ngày một trang sách. Cái chương trình mỗi ngày một trang sách là để cho các bạn có thể nghe được một cái đoạn trích nào đó trong cuốn sách nào đó mà CD đã đọc. Hy vọng hữu duyên một số bạn sẽ tìm ra được cuốn sách của đời mình và từ đó sẽ phát triển bản thân tốt hơn hen. Tập thói quen nghe sách, đọc sách mỗi ngày cũng rất là tốt nữa đó các bạn. Rồi thì chủ nhật CD vẫn giữ là mình sẽ lên chương trình một cái video dễ thương như thế này nha. Rồi hy vọng các bạn đã có một ngày chủ nhật thật là thoải mái, vui vẻ cùng với gia đình, người thân cũng như là dành cho mình một khoảng thời gian thoải mái để ngồi đây tham gia cái chương trình tối hôm nay hen. Rồi thì chủ đề ngày hôm nay CD muốn giới thiệu với các bạn á, một cái chủ đề mà đã nợ các bạn khá là lâu rồi. Nó có tên cũng hay hay á, ba bước phải trải qua để thành công. Đây là một cái tiêu đề CD sưu tầm rút ra từ cái cuốn sách mình đã đọc, đó là Sức mạnh tiềm thức. Thì đây là một cuốn sách rất là hay và cũng khá là khó. Nếu mà các bạn chưa quen đọc sách thì các bạn khoan vội đọc cuốn này. Còn bạn nào đã quen rồi mà chưa đọc thì hãy đọc. Đây là một cuốn đáng để đọc và nó cũng khá là khó khó ở trong này. Ok. Thì chủ đề hôm nay dựa vào cuốn sách đó CD rút ra được. Thì đơn giản thôi, không có lòng vòng nhiều. Các bạn biết đó, chúng ta đều rất muốn thành công đúng không? Ai cũng muốn thành công, thành công trong công việc nè, thành công trong cuộc sống nè, thành công trong các mối quan hệ, hoặc là thành công với chuyện yêu đương của mình, hoặc đơn giản là mình nuôi dạy con cái thành công cũng vậy. Thì muốn thành công á thì ai cũng muốn, nhưng mà cái con đường đi đến thành công thì ai cũng biết nó khá là khó nè, và cũng như là gập ghềnh nè, và đôi khi là mình không biết làm cách nào để mình có thể đi đến cuối cùng cái mục đích mà mình muốn. Mình dễ bị lạc đường lắm các bạn. Cái con đường mà đi tìm thành công rất là dễ lạc đường đúng không? Thì ngày hôm nay CD sẽ chia sẻ ba cái bước bắt buộc nếu thành công các bạn phải đi qua. Và khi các bạn đi đủ ba cái bước này thì nhất định bạn sẽ thành công. Nghe hấp dẫn ha. Bây giờ mình vô luôn ha. Rồi, cái bước đầu tiên mà các bạn muốn thành công á thì các bạn phải xác định một cái điều, đó là mình muốn, mình đam mê cái gì? Phải tìm được cái đam mê của mình. Ví dụ như là bạn muốn thành công trong công việc thì các bạn phải tìm được công việc yêu thích của mình. Cái công việc mà khiến cho mình vào những cái thời điểm mình mệt mỏi về tinh thần, mình kiệt sức về sức khỏe, cơ thể, mình vẫn nghĩ tới nó. Cái công việc nào mà kể cả những khi mình đói trong bụng, mình mệt mỏi, mình chán chường, mình vẫn có động lực để mình đi tiếp. Thì cái hướng dẫn tìm đam mê cũng như là cách đi đường dài với đam mê là CD đã làm trên cái kênh này rồi. Các bạn cứ bấm từ khóa là đam mê là gì hoặc là cách đi đường dài với đam mê là có hết ha. Rồi thì các bạn phải tìm được cái đam mê của mình, nhất định phải tìm được cái đam mê của mình. Đó là bước thứ nhất để đi đến thành công trong cuộc đời này đó. Thì đa số mọi người sẽ dừng lại ở cái bước này các bạn. Đa phần, gần như 50% luôn là dừng lại cứ bước này. Đa phần người ta sẽ chọn cái cách yên bình, chọn cái cách ổn định, chọn cái cách nào mà ít khó khăn nhất trong cái cuộc đời này để người ta đi. Chẳng có ai muốn đi những cái con đường mà toàn là ổ gà. Mặc dù phía trước người ta biết được là nó có kim cương, có đá quý, có kho báu chờ họ, nhưng mà cái con đường nó quá là khó, gập ghềnh. Mặc dù là người ta thích, nhưng mà vì khó nên người ta ngại đi. Giống như bạn thích một cô gái, nhưng mà cô gái đó hơi kỹ tính nè, giỏi giang nè, xinh đẹp nè, tài năng nè, rồi gia đình có điều kiện vân vân, nhiều cái điều kiện tốt quá mà bây giờ bạn thích cô đó nhưng mà bạn cảm thấy là cô đó quá khó để chinh phục thì bạn sẽ chọn dừng lại. Bạn đam mê cô đó nhưng mà bạn chọn dừng lại, bạn chọn một cái lựa chọn khác. Thì người ta đa phần trong cuộc sống á, sẽ chọn những cái nào gọi là an toàn hơn, ổn định hơn, dễ dàng hơn đó. Cái đó là bình thường thôi các bạn. Nhưng mà để thành công mà chọn cái con đường an toàn, dễ dàng thì thường không có nha. Phải chọn cái con đường đúng với đam mê của mình là đầu tiên.
Rồi cái bước thứ hai là cái bước cực kỳ quan trọng. Đó là khi mình xác định được đam mê của mình rồi á, thì mình phải trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực mà mình đam mê. Ví dụ bạn thích cái công việc là bán hàng, thì bạn phải trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực bán hàng, sale đó. Ví dụ như bạn bán một cái mặt hàng, thì bạn phải thích cái mặt hàng đó, bạn đam mê cái mặt hàng đó, và bạn trở thành chuyên gia bán về cái mặt hàng đó. Ok, thì cái vấn đề trở thành chuyên gia không phải là một sớm một chiều. Mình phải nhận định điều đó. Mình không thể nào mà mới tham gia 1, 2 tháng, 3 tháng đầu tiên và mình bắt buộc bản thân mình trở thành top, thành người đứng nhất. Gặp khách hàng nào người ta cũng gật đầu mua hết, mình không cần phải xử lý từ chối, mình không cần phải theo khách hàng, mình không cần phải hậu mãi cho khách hàng, mình không cần phải hiểu tâm lý của khách hàng, mình không cần hiểu sản phẩm hay trải nghiệm sản phẩm của mình, vân vân. Không, chúng ta phải học để trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực mà mình đam mê. Đó là cái điều các bạn phải trải qua ở bước thứ hai. Bạn nhớ kỹ nha, chuyên gia trong lĩnh vực mình đam mê là bước thứ hai mình phải trải qua. Còn nếu các bạn chưa là chuyên gia thì các bạn phải rèn luyện mỗi ngày để mình trở thành chuyên gia. Chứ mình không có kiểu hôm nay mình thích cái này, ngày mai mình thích cái kia, mỗi cái một chút. Rồi mình tự nói với mình là cái gì tôi cũng giỏi hết, nhưng mà thật ra không các bạn. Thật ra là các bạn biết mỗi cái một chút chứ không phải là cái gì các bạn cũng giỏi đâu. Chuyên gia thì người ta thường chỉ trong lĩnh vực cốt lõi của người ta thôi. Sau đó người ta mới mở từ từ giãn ra những cái lĩnh vực khác. Ví dụ như CD là viết, thì cái chuyên gia mà CD muốn trở thành trong lĩnh vực viết không phải là content, không phải là truyện, mà đó là tản văn. CD xác định rõ là khả năng của mình và sở thích của mình cái gì, rồi sau đó mình trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực gì. Bởi vậy cái khóa học viết lách của CD 1992 nó là viết lách chứ không phải là content. Content nó khác, viết lách nó khác. Nó là hai mảng khác nhau và mình phải xác định rõ và mình tập trung đi với nó thôi. Đừng có chạy hãng hay hàng. Các bạn rất dễ thích cái này một chút, thích cái kia một chút. Rồi mình biết cái này một chút, mình biết cái kia một chút. Xong rồi mình cứ nghĩ là cái gì mình cũng biết hết, nhưng mà thật ra mình không biết cái gì cả. Mình chỉ biết hơi hơi thôi các bạn. Phải là chuyên gia trong một lĩnh vực, rồi sau đó mình mới bắt đầu mở ra những cái lĩnh vực khác. Ok, rồi bước thứ hai xong ha. Bây giờ qua bước thứ ba, bước cực kỳ quan trọng, là nó quyết định bởi tư duy của mình. Bước thứ ba các bạn phải suy nghĩ được rằng mình trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực mình đam mê để cống hiến giá trị cho cộng đồng tập thể, chứ không đơn thuần là thu về lợi nhuận cho chính bản thân mình mà thôi. Đây là một cái bước khá là khó và ít ai làm được. Đa phần các bạn sẽ nghĩ tôi thành công với nghề này để tôi giàu, tôi mua nhà, tôi mua xe, tôi thoát nghèo. Đa phần là như thế trước. Hoặc là mình sẽ nghĩ cho bản thân mình và người thân của mình trước, chứ ít ai nghĩ đến là sẽ cống hiến giá trị cho cộng đồng, cho thế giới, cho nhân loại, cho những người nghèo khổ, trong những cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Rất ít các bạn. Hoặc thậm chí là ít ai làm theo cái kiểu là làm mà không vì lợi nhuận, làm chỉ vì đam mê thôi, làm không vì lợi nhuận, không phải là có tiền thì mới viết, mà là mình viết vì đam mê, và đam mê đó nó thu hút, nó tạo ra nhiều cái giá trị cho cộng đồng, rồi từ đó vô tình cái dòng chảy tiền bạc nó cũng thu hút về với mình luôn. Không phải là khi nào có tiền thì CD mới viết. CD vẫn viết miễn phí cho một số những anh chị mà cảm thấy mang đến giá trị cho mọi người, thì mình góp phần, góp sức một chút vô trong đó. Hoặc là với những bạn mà cần CD chỉnh bài thì CD vẫn chỉnh free miễn phí cho các bạn. Và kể cả cái việc làm clip trên CD Radio này cũng vậy. Hiện tại bây giờ vẫn chưa có một cái khoản thu nhập nào từ đây hết, và CD vẫn rất nhiệt tâm để làm, bởi vì mục đích là để chia sẻ những cái mình biết đến với các bạn, những cái bài học bản thân trải qua đến với các bạn. Vậy thôi. Đó là bước thứ ba. Mình hãy cho đi trước rồi mình mới muốn nhận lại. Và thậm chí ngay cái lúc mình cho đi á, mình cũng không mong nhận lại luôn các bạn. Mình cho là mình cho hết cái lòng của mình. Mình cho trong cái sự vui vẻ, trong cái sự tự nguyện, đem đến được những cái giá trị cho cộng đồng. Mình nghĩ rằng khi mình làm cái việc này thì ai đó vô tình người ta sẽ nhận được cái lợi ích. Đôi khi người ta không có nghĩ là người ta nhận được,
người ta vô tình nhận được. Và đôi khi mình cho đi mình cũng không nghĩ là mình cho đi mà vô tình mình cho đi. Nó là kiểu như vậy. Đừng có chỉ chăm chăm là bây giờ phải có lợi nhuận, có tiền bạc thì tôi mới làm. Thì đó là một cái điều khác. Rồi thì sơ sơ là ba cái điều mà CD muốn truyền tải đến các bạn. Và tổng hợp từ cuốn sách là Sức Mạnh Tiềm Thức, thì các bạn có thể tìm mua cuốn sách này, nó quá là nổi tiếng rồi. Đọc và cảm nhận nó, ghi chú lại những cái gì mình cảm thấy hay hen, và từ đó áp dụng cho cuộc sống của mình. Lúc mà đọc cái khúc đó thì CD cảm thấy rất là bất ngờ, tại vì mình đang trong quá trình hoàn thiện 3 bước từng ngày. Mình mê viết, mình mê thu radio và mình đang muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Bằng cách mình mở khóa học nè, bằng cách mình đào tạo các bạn nè, rồi cũng như là mình làm về cơ bản, ban đầu là mình không có mong cầu về lợi nhuận. Mình làm chỉ đơn giản là mình yêu thích và mình muốn đem đến cho các bạn những cái bài viết hay, những cái bài học mà mình đã từng trải qua vậy thôi. Thì vô tình nó khớp các bạn, nó khớp với cuốn sách đó hết hồn luôn, kiểu vậy. Kiểu như mình tìm thấy được chân ái của đời mình vậy đó, trong cái trang sách đó. Thì muốn, rất là muốn chia sẻ với các bạn mà mãi đến hôm nay mới có cơ hội thu á. Rồi ok, thì hy vọng qua ba cái bước mà CD vừa nói cũng như là cái chiếc clip ngày hôm nay sẽ giúp các bạn định hình lại cái con đường mình muốn đi cũng như cái mục tiêu mà mình muốn đạt được trong tương lai hen. Chúng ta đều có thể thành công hết, chỉ là chúng ta hay bị lạc đường mà thôi. Vậy thì cái cách mà điều chỉnh để mình đi đúng đường là đã được giới thiệu trong chiếc clip này rồi. Hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bạn nghe. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã nghe, xem CD Radio đến giờ phút này, và nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo nếu các bạn muốn gặp CD vào mỗi tối chủ nhật ở thời điểm này hen. Cảm ơn các bạn một lần nữa và chúc bạn ngủ ngon. Đừng quên bấm like cũng như là bình luận video để YouTube có thể phổ biến hơn đến với mọi người nữa hen. Bye bye!